Các chương trình hỗ trợ được triển khai tập trung đối với 4 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm cấp tỉnh là mì chũ, vải thiều lục ngạn, chè bản ven, gà đồi Yên Thế và nhiều sản phẩm tiệm cận tiêu chí của sản phẩm cấp tỉnh. Các chương trình của đề án do Sở Công Thương chủ trì triển khai thực hiện. Trong năm nay, cơ quan này đã triển khai hỗ trợ 4 hợp tác xã sản xuất mì chũ lục ngạn và na dai lục nam trong việc hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư thiết bị máy móc, bao bì tem nhãn. Các đơn vị được hỗ trợ đã đối ứng thêm kinh phí để thực hiện. Thông qua việc hỗ trợ theo đề án xây dựng và phát triển nông sản hàng hóa đạt tiêu chí cấp tỉnh đã từng bước giải quyết được một số khâu yếu trong tổ chức sản xuất, xây dựng hình ảnh và nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển thương hiệu trên thị trường. Hiện nay, huyện Yên Dũng đã quy hoạch được 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với trên 50 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiêu biểu là vùng sản xuất rau an toàn tại xã Tiến Dũng quy mô 100 ha, vùng sản xuất nông nghiệp liên xã Cảnh Thụy Tư Mại quy mô 100 ha, vùng sản xuất xã Đức Giang quy mô 100 ha và vùng sản xuất nông nghiệp liên xã Đồng Việt Đồng Phúc quy mô 100 ha. Những mô hình sản xuất công nghệ cao đã giúp các địa phương trong huyện nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất, trung bình tăng từ 30 đến 100%, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Đặc biệt, vấn đề liên kết tiêu thụ sản phẩm được giải quyết hiệu quả nhờ được cung cấp cho hệ thống siêu thị Vineco thuộc tập đoàn Vingroup, Go, các doanh nghiệp bếp ăn tập thể trong và ngoài tỉnh. Hàng năm, tổng diện tích duy trì sản xuất cây rau màu ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện đạt trên 2.400 ha. Sau 5 năm khai thác, 15 ha keo này sẽ cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả kinh tế, gia đình chị Nông Thị Cúc ở thôn Sản, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động đã quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng rừng gỗ lớn theo chứng chỉ rừng trồng FSC. Để cây keo phát triển, gia đình chị Cúc tiến hành tỉa thưa dần. Khi đó, những cây keo còn lại sẽ có khoảng cách đủ rộng để phát triển thành cây gỗ lớn. Chúng tôi thấy là trồng rừng gỗ nhỏ thì mỗi 1 hecta thì chỉ được từ 60 triệu đến 70 triệu. Thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả nó thấp. Thì gia đình tôi cũng đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng rừng gỗ lớn. Và theo tính toán của tôi là trồng rừng gỗ lớn là sẽ hiệu quả nó sẽ cao. Từ 1 hecta là từ 130 triệu đến 160 triệu trên 1 hecta. Hữu Sản là địa phương đi đầu của huyện Sơn Động đã chuyển đổi gần 2.000 hectare rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn. Đáng chú ý, toàn bộ diện tích này được công ty cổ phần Lâm Thiên Đản cấp chứng chỉ rừng trồng FSC theo tiêu chuẩn quốc tế. Mũi nhọn phát triển kinh tế xã hội của xã Hữu Sản, chúng tôi chủ yếu tập trung là trồng rừng và phát triển rừng. Vậy nên trong thời gian qua, Ủy ban dân xã đã chỉ đạo các thôn bản tuyên truyền đến sâu rộng đến toàn thể nhân dân ở các thôn bản trồng rừng gỗ lớn theo tiêu chí FSC. Toàn xã chúng tôi hiện tại đã vận động được khoảng 70% số hộ gia đình đăng ký trồng rừng gỗ lớn theo tiêu chuẩn FSC. Với lợi thế trên 27.000 ha rừng trồng kinh tế, huyện Sơn Động đề ra mục tiêu đến năm 2025, toàn huyện có hơn 30% diện tích rừng trồng gỗ nhỏ chuyển sang rừng gỗ lớn theo chứng chỉ FSC. Năng suất gỗ rừng kinh tế đạt 28 mét khối 1 ha một năm. Để cụ thể hóa mục tiêu này, huyện xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc mở rộng quy mô sản xuất, hướng đến hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa. Để hướng tới cái việc là chúng ta sẽ có những cái sản phẩm gỗ thực sự là qua chế biến và đảm bảo tiêu chuẩn để xuất khẩu. Muốn vậy thì trong thời gian tới chúng tôi cũng tiếp tục quan tâm những tuyên truyền, tập huấn và đặc biệt là xây dựng những cái mô hình. Mô hình bắt đầu từ cái khâu lựa chọn giống đến kỹ thuật canh tác cũng như là chăm bón. Thế và muốn vậy thì cũng cần phải lựa chọn những đơn vị, những tổ chức cá nhân có đủ cái năng lực, có đủ kinh nghiệm và có cái sự vào cuộc của các cái cơ quan liên quan, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật. Và bên cạnh đó thì cần có sự hỗ trợ của doanh nghiệp. Chính quyền sẽ cố gắng tạo điều kiện hết sức để xây dựng những cánh rừng mẫu lớn. Thực tế cho thấy, trồng rừng gỗ lớn sẽ mang lại lợi ích kép, ngoài hiệu quả kinh tế còn mang lại nhiều lợi ích về môi trường, sinh thái. Hơn nữa, đây cũng là thế mạnh để Sơn Động đưa lâm nghiệp trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh về chế biến và xuất khẩu gỗ. Đã nhiều năm nay, hoạt động bảo vệ môi trường được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã An Hà, huyện Lạng Giang đặc biệt quan tâm. Đây cũng là địa phương duy trì có hiệu quả tổ đội vệ sinh môi trường của xã. Để làm tốt công tác này, Hội Liên hiệp Phụ nữ của xã đứng ra làm nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên trong việc thu gom, phân loại và xử lý chất thải ngay tại đầu nguồn. Hầu hết tại các hộ gia đình đều có 3 thùng chứa rác. Những loại khó phân hủy thì được đem tới khu tập kết chung để xử lý.
một số làm phân bón, thức ăn cho cây trồng vật nuôi. Số rác thải nhựa đều được thu gom rồi đem bán lấy tiền gây quỹ cũng như tiết kiệm cho gia đình. Thì tôi thấy cái mô hình như này thì rất là tốt, vừa sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và có hiệu quả rất là sạch sẽ. Thì tôi mong là các hộ gia đình cũng nên thực hiện như là gia đình tôi, thì tất cả vệ sinh môi trường thì được xanh sạch đẹp. Thì chúng tôi là phải gần như đi từng ngõ gõ từng nhà. Chúng tôi phải, ban thường vụ chúng tôi là xuống cùng chi hội để tuyên truyền và ký cam kết với các hộ làm điểm về phân loại rác vô cơ và rác hữu cơ để mình giảm thiểu cái rác thải ra ngoài hè bãi rác tập trung, với cái phương châm là rác ra khỏi ngõ là càng ít càng tốt đấy, và xử lý gần như triệt để cái rác thải nhựa đi. Đối với chi hội phụ nữ thôn Pha Mác đã nhiều năm nay, hoạt động thu gom rác được các thành viên trong chi hội hưởng ứng tích cực. Rác thải được thu gom và xử lý tại lò đốt, số rác thải tái chế đã được các hội viên thu gom lại để gây quỹ cho chi hội. Với ý nghĩa đó nên các gia đình hội viên đều phấn khởi cùng làm sạch môi trường. Thu gom rác thải là chúng tôi được thấy dân có ý thức hơn và mọi người, chị em chi hội phụ nữ chúng tôi là hàng tuần và những vào những buổi chủ nhật là chúng tôi quét dọn đường và nhân dân rất là hưởng ứng. Sau 5 năm triển khai mô hình bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Hà đã tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng từ bán rác thải nhựa, đã tặng gần 1.500 chiếc làn nhựa, xô nhựa cho hội viên, tặng 19 quạt điện, 20 chiếc chăn ấm và 12 chiếc xe đạp cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn cũng như học sinh nghèo trên địa bàn. Năm 2017 thì chúng tôi lại tuyên truyền về giảm rác thải nhựa. Thế đến bây giờ là chúng tôi đi sâu hơn là phân loại rác thải tại nguồn, thì cũng rất là được bà con đồng tình hưởng ứng, và môi trường thì tôi thấy là bây giờ là sạch gần như ở xã tôi là được 95%, là không còn rác vứt ở những cái nơi cống rãnh mương máng nữa. Môi trường rất là sạch và bà con rất là vui mừng, là cũng thấy cái hoạt động này là thiết thực, mà chính là bảo vệ sức khỏe cho mỗi thành viên trong gia đình trước tiên, sau đó là cho cộng đồng và cho xã hội. Từ địa phương gặp khó khăn về xử lý rác thải sinh hoạt, An Hà trở thành điểm sáng cho việc thu gom xử lý rác thải nhựa của huyện Lạng Giang. Không chỉ sạch nhà, sạch ngõ, những phụ nữ nơi đây còn biến rác thải, chất thải thành những đồ dùng quà tặng có ý nghĩa, góp phần quan trọng trong tuyên truyền giáo dục người dân, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc công văn của Sở về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh và quán triệt nghiêm túc các nội dung về xây dựng văn hóa học đường, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, quản lý, giáo dục học sinh trên môi trường mạng. Đồng thời tăng cường giáo dục hướng dẫn cho học sinh kỹ năng xử lý các tình huống trong trường học, tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm về bạo lực học đường, không quay clip các vụ việc học sinh xô xát phát tán trên mạng xã hội, siết chặt kỷ cương nền nếp, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống văn hóa trong học sinh, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi bạo lực học đường để làm gương răn đe, học sinh vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó theo quy định. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trực tiếp trước hết và toàn diện về công tác quản lý giáo dục học sinh của nhà trường trước Sở Giáo dục và Đào tạo. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết những trường hợp vi phạm đều là người điều khiển phương tiện xe mô tô. Thời gian vi phạm nồng độ cồn chủ yếu là vào buổi tối và ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện để ngăn chặn tai nạn giao thông xảy ra. Bởi đây là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông và các lỗi vi phạm giao thông khác. Trong những tháng cuối năm, chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn vẫn tiếp tục được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện thường xuyên vào thời gian ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ trên các tuyến. Tân Yên hiện nay, cùng với những ngôi nhà khang trang, hệ thống cây xanh đường làng sạch đẹp, cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp, còn có những bức tường bích họa dài hàng cây số. Kết quả này có được là do sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn trong việc nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao. Đến nay, xã đã hoàn thành 12 trên 14 tiêu chí và phấn đấu hoàn thành bộ tiêu chí trong tháng 10 tới đây. Tôi rất là phấn khởi và cũng là cảm ơn sự đóng góp của tất cả những người dân và đã đưa là thôn mình là đạt cái tiêu chuẩn là năm 2021, và bản thân tôi cũng là rất là tự hào và cũng mong muốn là tất cả những là sự đóng góp cũng như là sự nhân rộng đối với địa phương là ngày càng được duy trì. Đến bây giờ thì cơ bản thì xã đã hoàn thành hết
các tiêu chí mà tháng 10 và tháng 11 này sẽ về đích thôn môn, xã nông thôn mới nâng cao. Đấy, và tới đây thì sẽ đưa hai thôn nữa là Lục Liễu Trên và thôn Hòa An là để về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Còn đối với xã Phúc Hòa, trong quá trình phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao, điểm nổi bật nhất địa phương này đạt được chính là thu nhập bình quân đầu người đã cao gấp 1,2 lần so với thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Vấn đề xử lý rác thải cũng được xử lý triệt để với việc thành lập các tổ thu gom, xây dựng lò đốt cho 11 trên 11 thôn, 100% đường làng được bê tông hóa. Hiện xã cũng đã hoàn thành 11 trên 14 tiêu chí. Thực hiện cái mục tiêu kép trong vừa cái thực hiện nhiệm vụ chống dịch cũng như phát triển kinh tế xã hội thì Đảng ủy ban xã tập trung xây dựng cái kế hoạch chi tiết để thực hiện các cái tiêu chí còn đạt thấp thế và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Mặc dù dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện các tiêu chí về đích nông thôn mới nâng cao, song với sự chỉ đạo linh hoạt kịp thời của Ủy ban nhân dân huyện cũng như các cơ quan chuyên môn, Tân Yên dự kiến sẽ có hai xã là Phúc Hòa, Hợp Đức về đích kịp tiến độ trong năm nay. Căn cứ vào cái kế hoạch giai đoạn 21-25 thì là các xã sẽ tiến hành rà soát. Thế thì dự kiến thì ban chỉ đạo huyện sẽ tổ chức rà soát đối với 3 xã dự kiến là đăng ký kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022, đó là xã Quế Nham, xã Phúc Sơn và xã Ngọc Châu. Thì với 3 xã này thì hiện nay là các xã đã rà soát và xác định được những cái hạng mục cũng như là cái tiêu chí so với lại cái bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để được xác định được cái nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022. Việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao sẽ là tiền đề cũng như là động lực để chính quyền địa phương, đặc biệt là người dân huyện Tân Yên tiếp tục nâng cao đời sống, phát triển kinh tế xã hội. Số tiền giải ngân trên, hiện Bắc Giang đang là tỉnh dẫn đầu cả nước về cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Trong số 109 lượt người sử dụng lao động được tiếp cận với nguồn vốn, chỉ có 4 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho 538 lao động với số tiền 1,4 tỷ đồng. Còn lại chủ yếu là các doanh nghiệp vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất. Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gói tín dụng cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất của chính phủ không chỉ giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động, phục hồi sản xuất, kinh doanh mà còn tạo điều kiện để công nhân, người lao động có thu nhập ổn định hơn để trang trải. Với quy mô 8.000 con, các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 70% giá giống, 50% thức ăn công nghiệp, một phần vaccine và hóa chất sát trùng. Ngoài ra còn được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến Nông chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gà an toàn sinh học, một số bệnh hay xảy ra trên đàn gà và biện pháp phòng trị bệnh, quy trình xử lý chất thải trong chăn nuôi. Việc xử lý tốt chất thải trong quá trình chăn nuôi gà sẽ mang lại nhiều lợi ích như giảm mùi hôi trong chuồng nuôi, tạo môi trường sống tốt không ô nhiễm, cải thiện môi trường sống cho người lao động, tạo cơ hội phát triển chăn nuôi ngay ở nơi dân cư, giảm tỷ lệ gà mắc bệnh, đặc biệt các bệnh tiêu chảy và hô hấp. Thay vì phải tự vận chuyển, mang vác dụng cụ, vật tư nông nghiệp bằng sức người, thì giờ đây với giải pháp đường gom vận chuyển sản xuất thu hoạch vải của mình, việc làm vườn của gia đình ông Trần Đức Thành ở thôn Thái Hòa, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đây là một trong những sáng kiến đạt giải nhì cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ 9 năm 2020-2021. Đối với cái xe gòn này có thể là chở được cả nhân lực rồi thì dụng cụ lao động, thế và vật tư nông nghiệp leo trên núi, thế và cũng từ thu hái quả vải từ trên núi xuống dưới chân dốc được đảm bảo an toàn. Một người có thể là thay thế cho đến 20 người ở trên trong một buổi sáng là vẫn làm được. Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ 9 năm 2020-2021, ban tổ chức đã lựa chọn ra được 9 sáng kiến, giải pháp tiêu biểu xuất sắc từ 45 giải pháp tham dự. Các giải pháp tham dự cuộc thi năm nay rất phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, cơ khí, chế tạo máy nông nghiệp đều có tính ứng dụng cao. Qua đó thể hiện sự tìm tòi, ứng dụng những giải pháp mới, hiệu quả của người nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Đến 2018, là tôi đã quyết định, tức là được học hỏi trên báo chí trang mạng, chuyển sang nuôi con giun trùng quế để xử lý toàn bộ chất thải rắn của phân lợn, tức là con vật chăn nuôi trong trang trại. Mà đến nay tôi thấy rất hiệu quả, mà tôi cũng đang cùng hội nông dân là cũng đang đồng hành là nhân rộng các cái mô hình của địa phương rồi của quê hương, tất cả hội nông dân trong xã
là để nuôi cái con giun trùng quế. Cái thứ nhất là để đảm bảo dọn dẹp sạch môi trường về cái chất thải, rác thải rồi phân thải. Một cái thứ hai là nó giải quyết được toàn bộ cái chất thải ảnh hưởng môi trường. Năm nay các cái giải pháp chúng tôi cũng đánh giá rất là cao cái tính mới và khả năng áp dụng rộng rãi sau khi được trao giải. Cuộc thi đã khơi dậy cái tư duy sáng tạo của nông dân trong các cái lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, tạo ra cái sân chơi bổ ích để ứng dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao cái năng suất, giá trị lao động và góp phần cải thiện cuộc sống của nông dân ở nông thôn. Trải qua 9 lần được tổ chức, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang đã thực sự trở thành một sân chơi trí tuệ, bổ ích, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ, hội viên nông dân trong lao động sản xuất. Dự kiến lễ trao giải sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14. Nhận biết và phân biệt giữa bệnh vàng lá gân xanh và vàng lá thối rễ, thời gian qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tiến hành tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cho nông dân vùng trồng cây có múi các huyện trọng điểm như Yên Thế, Lục Ngạn, Tân Yên và Lục Nam. Bệnh vàng lá gân xanh do vi khuẩn gây nên, hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu để phòng trừ. Nguồn bệnh lây lan từ gốc ghép, mắt và cành ghép, do vậy tỷ lệ bệnh rất cao, có nơi lên tới 30%, thậm chí có vườn phải chặt bỏ để tránh lây lan sang các vườn khác. Đối với những vườn chưa bị nhiễm bệnh, cần tập trung chăm sóc, chủ động cắt tỉa cành, tưới tiêu nước kịp thời, bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, tăng sức đề kháng cho cây. Những vườn đã bị nhiễm bệnh cần chặt bỏ, đào gốc cây nhiễm bệnh đem tiêu hủy, xử lý đất bằng vôi bột, kết hợp phòng trừ dây trồng cánh bằng các loại thuốc đặc hiệu. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhân giống, mắt ghép, cành chiết từ vườn cây bị bệnh, không trồng cây mới cùng họ cam quýt vào vị trí cây trước đã bị bệnh. Để hệ thống cơ sở vật chất trường lớp học đáp ứng theo yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chủ động rà soát lại toàn bộ hệ thống trường lớp học đã xuống cấp, cần sửa chữa hoặc đầu tư mới. Riêng trong năm học 2021-2022, thành phố đã dành khoảng 430 tỷ đồng để xây dựng và cải tạo 525 phòng học, phòng chức năng. Trong đó xây mới 388 phòng học, phòng bộ môn và cải tạo 137 phòng học. Ngoài ra, thành phố đã đầu tư mua sắm hơn 1,6 nghìn trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường từ mầm non đến trung học cơ sở. Cùng với việc quan tâm, nâng cấp cơ sở vật chất trường học của thành phố, các nhà trường trên địa bàn cũng chủ động bố trí kinh phí, chỉnh trang khuôn viên, tăng cường trồng cây xanh, tạo điều kiện cho học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục. Với gần 2.000 xe mô tô của công nhân và 50 xe ô tô đưa đón công nhân gửi mỗi ngày, bến xe Cầu Vát là một trong những bãi gửi xe có lượng phương tiện gửi nhiều nhất trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, mỗi khi công nhân đến gửi xe, nhân viên trong giữ xe đều thực hiện việc kiểm tra phương tiện, xem liệu có hiện tượng rò rỉ xăng hay không. Đồng thời yêu cầu công nhân phải thực hiện đúng nội quy, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy khi gửi xe tại bãi. Bên cạnh đó, bãi gửi xe này cũng trang bị đầy đủ thiết bị, vật dụng để kịp thời xử lý khi không may sự cố xảy ra cháy nổ. Từ khi mà bãi vào hoạt động từ năm 2018 đến nay là chúng tôi chưa để xảy ra bất cứ một trường hợp là cháy nổ dù là nhỏ nhất. Trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, hiện có 3 bãi gửi xe đưa đón công nhân. Việc kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ đối với loại hình dịch vụ này được công an huyện Hiệp Hòa thường xuyên thực hiện. Vì thế, những vấn đề còn tồn tại đã được khắc phục kịp thời. Từ đó đã góp phần nâng cao ý thức đối với chủ cơ sở. Khi mà nó đã xảy ra cái cháy nổ này thì nó cái nguy cơ có thiệt hại rất là lớn về tính mạng con người, về cả tài sản nữa. Thế nên là tôi làm công tác phòng cháy chữa cháy này nó là cơ bản là đã được đào tạo và được học và cũng được chuyên môn phổ biến cho tôi, là tôi là lắm này vững, thì nên tôi làm cho nó tốt cái công tác như thế. Chúng tôi chú trọng việc kiểm tra hướng dẫn đối với các cơ sở trông giữ xe. Đấy. Qua cái công tác kiểm tra hướng dẫn này thì nhằm nâng cao cái ý thức, kiến thức cũng như cái trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở để làm sao mà làm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy cháy, làm giảm thấp nhất và hạn chế thấp nhất cái nguy cơ xảy ra cháy trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Khi xảy ra sự cố cháy nổ thì hậu quả và thiệt hại luôn là rất lớn. Đối với hoạt động dịch vụ gửi xe đưa đón công nhân, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ. Chính bởi vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy đối với loại hình dịch vụ này rất cần được quan tâm và thực hiện thường xuyên. Trẻ nhỏ thường có thói quen ăn ngọt, nhưng việc vệ sinh răng của trẻ chưa được thường xuyên và đúng cách. Từ đó, thức ăn dư thừa và vi khuẩn trong miệng của trẻ sẽ tạo thành mảng bám trên răng. Nếu không chảy răng kỹ lưỡng mỗi ngày, vi khuẩn trong mảng bám sẽ tiết ra axit có hại, phá hủy men răng,
làm sâu răng, viêm tủy răng, đồng thời lâu ngày sẽ tạo thành cao răng, gây viêm lợi, thậm chí mất răng nếu không được chữa trị kịp thời. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần đặc biệt quan tâm, thường xuyên kiểm tra răng miệng cho trẻ để điều trị kịp thời. Những lần mà cháu mà sâu răng như bị sâu răng như thế thì nó ăn nhất là những cái thức ăn mà cứng hoặc như thịt ấy, nó không ăn đâu. Nó phải chỉ thích ăn thức ăn mềm thôi, nó không rắc vào những cái chỗ sâu ấy, cho nên là mỗi một lần mà cháu mà có hiện tượng sâu răng đấy thì là tôi là phải toàn phải là cho cháu đến những các cơ sở để cho xử lý luôn. Các bệnh lý về răng miệng như sâu răng, viêm tủy răng, áp xe quanh chân răng và viêm lợi ảnh hưởng đến quá trình hình thành răng vĩnh viễn. Trong khi đó, răng sữa có chức năng rất quan trọng trong việc ăn nhai, phát âm, thẩm mỹ và giữ chỗ cho răng vĩnh viễn mọc, kích thích xương hàm phát triển. Khi trẻ nhỏ bị các bệnh lý về răng miệng sẽ làm trẻ đau nhức, biếng ăn, quấy khóc, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển cả về tâm lý và thể chất của trẻ. Cháu nhà tôi là bị nó tình trạng là sâu răng. Thì một lần về thì thấy cháu nó ăn uống nó kém. Tôi mang cháu đi kiểm tra thì bị phát hiện là sâu răng thì cũng điều trị cho cháu. Thì trong quá trình điều trị cho cháu thì được một năm nay thì cháu nó cũng tức là bảo vệ được cái bộ răng đầu cho cháu thì để cho cháu nó ăn nhai cho tốt. Trong số các bệnh lý răng miệng ở trẻ nhỏ thì sâu răng là bệnh thường gặp nhất. Quá trình răng bị sâu không được phát hiện và điều trị hàn răng kịp thời sẽ dẫn đến viêm tủy răng. Đây là bệnh lý gây đau nhức dữ dội, làm trẻ biếng ăn, quá trình điều trị khó khăn và tốn kém hơn so với các bệnh lý răng miệng khác. Quá trình sâu răng nó sẽ gây nên tình trạng bệnh nhân đau buốt răng. Nếu không xử lý sớm thì sẽ gây viêm tủy, làm bệnh nhân đau nhức, ăn uống kém, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt của trẻ. Hậu quả nếu không xử lý sớm thì sẽ làm mất răng sữa sớm, ảnh hưởng đến mầm răng vĩnh viễn, làm răng trẻ bị lệch lạc trong quá trình phát triển. Những bệnh lý này để lại thì có thể là sẽ phải nhổ răng sớm cho trẻ chưa đến tuổi thay răng. Khi đấy nó ảnh hưởng đến cái chức năng ăn nhai và cũng ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Các thói quen không lành mạnh về ăn uống khiến trẻ dễ dàng đối mặt với những bệnh răng miệng. Bởi vậy, chăm sóc răng miệng thường xuyên và đúng cách cho trẻ ở giai đoạn từ 2 đến 10 tuổi là vấn đề cần được các bậc cha mẹ quan tâm. Hàm răng sữa của trẻ nếu được chú ý chăm sóc sẽ giúp định hình phát triển răng vĩnh viễn được thuận lợi khi trẻ bước vào tuổi trưởng thành.